Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nữ da cá đuối. Da này là da thật 100% nha mọi người. Da cá đuối thì qua người ta làm thì nó sẽ có gắn những cái hạt đá nha mọi người, chứ nó không phải là láng mịn như là da bình thường nha mọi người. Thì da cá đuối là được người ta thuộc nên nó sẽ có bề mặt là như gắn đá, màu xanh đen rất là đẹp nha mọi người. Đây là ví dây kéo màu trắng, một dây kéo nha mọi người. Ở trong được sử dụng da bò và lót màu đen. Tay khóa là bằng da cá đuối luôn. Đây là hàng cao cấp nha mọi người, rất là ít có. Thì hôm nay mình có thì mình giới thiệu đến cho mọi người. Ở trong thì nó sẽ có hai ngăn lớn, ở giữa thì nó sẽ có một ngăn dây kéo. Hai ngăn lớn này thì mình đựng được tiền và các loại cạc. Nó có rất nhiều ngăn nhỏ ở trong nha mọi người. Ngăn dây kéo thì mình có thể đựng được những món đồ dễ rơi rớt, thì mình có thể bỏ vào và khóa lại một cái an toàn. Đây là dòng ví cao cấp nha mọi người, rất là hiếm có luôn trên thị trường. Thì hôm nay mình có thì mình giới thiệu cho mọi người biết đến sản phẩm. Thì mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh, và mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua kênh 0862 452 078 hoặc 0924629729. Cảm ơn mọi người. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều.